Yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Ngạn ngữ Nga từng nói, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Có bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta đã đối xử thế nào với mọi người xung quanh? Hoặc bạn cảm thấy thế nào nếu đối xử tốt với ai đó? Không ai muốn mình có một cuộc sống vô nghĩa, cuộc sống thiếu tình yêu thương. Yêu thương là cho đi, để nhận lại. Ta trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Cái nhận được còn lớn lao gấp bội lần. Sự yêu thương giúp đỡ mà ta nhận lại chính là quả ngọt của tình yêu thương mà chúng ta đã trao đi. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, thì đó chính là tình yêu thương. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta giúp người khác hạnh phúc có khi chỉ là một lời nói, một hành động, một nụ cười, một suy nghĩ tốt về họ cũng có thể làm vơi bớt nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Là ta nhận được những phước báu, nhận lại niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn. Những năng lượng tích cực đó là những giá trị không thể đo đếm được. Và cuộc sống có ý nghĩa biết bao nếu chúng ta biết lấy tình yêu thương làm nền tảng. Tại sao trong cuộc sống cần yêu thương đến vậy? Vì tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, được mọi người yêu quý, kính trọng. Tình yêu thương góp phần làm cho xã hội lành mạnh, trong sáng. Con người ta được sinh ra, được sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng có lẽ được sống trong lòng của những người khác còn là hạnh phúc lớn lao hơn nữa. Điều muốn nói tới ở đây chính là cảm giác yêu thương và được yêu thương. Có lẽ yêu thương chính là hạnh phúc lớn nhất của con người. Tình yêu thương là một thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau. Có tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn, thậm chí là đối với những người không quen biết. Yêu thương có thể là thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chợt trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào, thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kỳ diệu riêng cho cả người cho đi và người nhận nó. Cái hạnh phúc mà tình yêu thương đem lại cho cuộc sống là dành cho cả hai phía. Người cho đi yêu thương được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình yên. Người được nhận yêu thương thì chắc chắn là nhận được rất nhiều. Đó là sự yêu thương, sự che chở, sự thông cảm, lời động viên, khích lệ để tăng sự tự tin, lòng dũng cảm, ý chí vươn lên, sức mạnh để vượt qua được nghịch cảnh trong cuộc sống. Đối với những đứa trẻ thì đó có thể là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, suối nguồn tươi mát, ươm mầm cho một trái tim nhạy cảm. Cũng có thể là sức mạnh cảm hóa, bến bờ quay lại đối với một bước chân lầm lỡ. Tình yêu thương là những rung động giữa con người với con người, là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất. Nếu cuộc sống không có tình yêu thương thì mối liên kết sẽ vô cùng lỏng lẻo, có thể đứt gãy bất kỳ lúc nào. Và sẽ thật là một thảm họa nếu như thế giới ở trong tình trạng ấy. Rất có thể sẽ là chiến tranh, là chết chóc. Bởi một khi yêu thương không tồn tại thì lòng nhân đạo có thể bắt nguồn được từ đâu? Khi ấy hạnh phúc sẽ không thể tồn tại được nữa. Yêu thương đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Khi dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều, có thể chúng ta sẽ nhận lại được tình thương từ họ, hoặc có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng, vì chỉ cần yêu thương tồn tại trong ta thì ta đã có được hạnh phúc. Là trong ta đã khơi lên lòng từ bi bác ái, là ta đã có phước đức rồi. Và tình thương là cội nguồn của mọi sự hạnh phúc, khởi đầu cho mọi sự bình an, may mắn. Nếu có một ai đó hỏi, yêu thương bắt nguồn từ đâu? Thì có lẽ câu trả lời đó là yêu thương bắt đầu từ một trái tim nhân hậu, mà trên hết là trái tim của chính mình. Yêu thương là một trong những giá trị tinh thần
tình cảm tốt đẹp của con người và được thể hiện qua việc biết quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khác vượt qua những khó khăn, những nghịch cảnh trong cuộc sống. Tình thương là hạnh phúc của con người. Câu nói đã khẳng định sức mạnh của tình yêu thương và khẳng định đó là một trong những cội nguồn đem đến hạnh phúc cho con người. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương, là cảm ơn vì chúng ta vẫn còn được sống, được tồn tại, được yêu thương. Sáng dậy ta còn sống, ta được ngắm ánh bình minh buổi sáng, được hít thở không khí trong lành của một ngày mai tươi sáng. Cuộc sống vô thường, sống hôm nay không ai biết được ngày mai. Có những người vì ốm đau bệnh tật, vì tai nạn bất ngờ ập đến, mà họ không thể có ngày mai. Họ đi vào một giấc ngủ dài, ngủ thiên thu vạn kiếp. Cho nên, còn sống là còn được yêu, được thương, được hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi. Sự thật là có một mối liên hệ không thể tách rời giữa hạnh phúc và yêu thương. Con người không thể sống hạnh phúc mà không có yêu thương. Yêu thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách, khó khăn, là động lực giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong Những Người Khốn Khổ, Victor Hugo, triết lý tình thương của nhân vật Jean Valjean đã có ý nghĩa lớn lao, thay đổi số phận và giáo hóa con người. Jean Valjean đã thay lời Hugo để nói lên một triết lý. Trong đời, chỉ có một điều, ấy là yêu thương nhau. Không chỉ với người nhận, sự trao đi tình thương cũng là điều mang lại hạnh phúc. Thomas Merton đã từng nhận xét, nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác, một tình yêu không vị kỷ, không đòi hỏi phải được đền đáp. Yêu thương là một hạnh phúc, nhưng yêu thương người khác còn là một hạnh phúc lớn hơn. Tình thương mang lại hạnh phúc cho con người. Đó chính là lý do vì sao mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta, phải biết rèn luyện bản thân để tạo nên hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Cái đẹp cứu vớt thế giới, Dostoevsky. Tình thương là nét đẹp tiềm ẩn sức mạnh vĩ đại, là niềm hạnh phúc quý giá của con người. Cần biết trân trọng những gì ta đang có, yêu thương và san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Chính sức mạnh không giới hạn sẽ săn sóc và yêu thương, sẽ có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống. Tony Robbins. Hãy mở rộng tâm hồn với tình yêu thương bao la, cho đến khi chúng ta thoát khỏi những hiềm khích, giận dữ, chỉ trích. Thay vào đó là lòng nhân ái bao trùm vạn vật. Những suy tư buổi tối và buổi sáng, James Allen, Victor Hugo. Kết thúc chuyện Những Người Khốn Khổ, trước khi qua đời, Hugo đã gửi gắm triết lý tình thương của mình trong câu dặn dò của Jean Valjean: trên đời này chỉ có một thứ tồn tại thôi, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương có ý nghĩa thật lớn lao trong cuộc sống con người. Rabindranath Tagore có câu nói: yêu thương là hiện thực duy nhất và nó không chỉ là một tình cảm. Nó là chân lý tối thượng nằm tại tâm tạo hóa. Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều những điều mới mẻ, tình yêu thương vẫn luôn là ngọn nguồn của hơi ấm cuộc sống, ươm mầm cho những khát vọng của con người, từ đó tạo nên những gắn kết đẹp đẽ giữa con người với con người. Bởi vậy, không thể phủ nhận mà nói rằng tình yêu thương là hạnh phúc của con người. Tình yêu thương không chỉ giúp người khác vượt qua khó khăn hoạn nạn, mà còn đem lại hạnh phúc cho chính người trao đi. Bởi sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Tố Hữu.
Bài học về tình thương đã được Nam Cao nhấn mạnh trong văn học. Tình yêu thương của Thị Nở đã khiến một con người tha hóa trên ngưỡng cửa của cuộc đời như Chí Phèo hồi sinh. Chưa bao giờ hắn khát sống, khát lương thiện đến thế. Cuộc sống tử tế hoàn lương dường như đã được thắp lên mãnh liệt trong con thú hoang như gã. Thế nhưng chính sự dè bỉu hắt hủi của người đời đã đẩy hắn chết trên hành trình đi tìm kiếm tình yêu thương đó. Phải chăng con người sống vị tha với nhau hơn, biết yêu thương nhau hơn, thậm chí hãy bố thí cho Chí chút tình người, thì có lẽ hắn sẽ không chết đau đớn như thế. Tình yêu thương đã khiến cho người con gái liệt giường, cuộc sống chỉ tính bằng ngày, như John C. hồi sinh một cách đầy bất ngờ. Thử hỏi nếu con người sống với nhau một cách vô cảm, lạnh lùng, thì sao có một kiệt tác vì tình người như Chiếc Lá Cuối Cùng của nhà văn Mỹ O. Henry. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. Bởi vì sự an bình hạnh phúc của mỗi người không thể tách rời hạnh phúc của người khác trong mối quan hệ của quy luật tự nhiên sinh tồn. Từ ngàn xưa, Đức Phật đã dạy: ai cũng muốn xa tránh điều khổ, ai cũng muốn có hạnh phúc. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, đừng gây điều khổ cho người khác, đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Cho đi yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến. Và cho yêu thương, ta nhận lại được yêu thương. Cũng như ta gieo trồng vậy, gieo hạt gì, trồng cây gì, ta ra cây đó và ta hái quả đó. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy sẽ không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Theo lời Phật dạy thì cuộc đời vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng qua. Điều còn lưu lại nơi trần thế mãi là tình yêu thương bao la, hơi ấm của tình người. Yêu thương chính là chất liệu giúp cho con người sống có trách nhiệm hơn. Yêu thương chính là sự hiến tặng chân thành. Yêu mà làm khổ đau cho nhau không phải tình yêu đích thực. Nhân sơ bản tính thiện, con người ai cũng có một trái tim để yêu thương. Hãy rộng mở trái tim để đón nhận những tình yêu thương từ cộng đồng, bởi cuộc đời chỉ có thể nhận lại khi bạn không ngừng cho đi. Ngày nào ta còn sống, tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. Yêu thương còn là một loại từ bi, là một lòng từ bi bản năng của mỗi con người. Ta yêu thương là ta phát ra một loại năng lượng từ bi quanh ta, ai đó đều cảm nhận được. Đức Phật dạy: một tỳ kheo ngồi an trú trong chánh niệm, tỳ kheo ấy trải lòng từ mẫn thương yêu tất cả chúng sinh khắp các phương hướng. Từ phương trước mặt, sau lưng, hai bên, trên và dưới, tỳ kheo ấy nguyện lòng yêu thương tất cả, từ người quen biết cho đến chưa quen, từ loài người cho đến cầm thú, từ kẻ thân thiết đến người sơ bạc. Thậm chí vị tỳ kheo ấy yêu thương được cả những chúng sinh đã từng có oan trái hãm hại mình. Như vậy, vị tỳ kheo ấy làm cho sung mãn, làm cho tràn đầy, làm cho vô hạn tâm từ bi đến vô biên vô lượng. Lòng từ bi của vị tỳ kheo ấy như là cỗ xe to lớn chuyên chở vàng bạc châu báu, như là căn cứ địa bảo vệ kinh thành trước quân thủ, như là biển cả dung chứa các loài thủy tộc. Yêu thương còn là chánh nghiệp quả. Tại sao lại nói vậy? Yêu thương nhau còn chưa đủ ghét nhau để làm gì cho tâm thêm bận, thêm oán thù. Yêu thương để không thù không ghét. Chính ta giải thoát cho ta khỏi trầm luân, khỏi những u uất trong lòng, để tìm đến sự bình an hạnh phúc. Yêu thương đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những bất đồng đố kỵ, làm cho xã hội văn minh tươi đẹp. Vì vậy, hãy dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết mạnh dạn cho đi.
hãy đem tình thương của mình gửi đến muôn nơi, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn nhủ. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi. Vì vậy, chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác. Một câu ngạn ngữ Scotland nói rằng, hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống, bởi vì bạn chỉ có một lần sống duy nhất mà thôi. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ để sống, để yêu thương, để phát hiện những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Hãy cho đi yêu thương để có thể cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Hãy giúp đỡ nhau cùng vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống, cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.